chào tất cả các bạn. Ngay trên tay mình là một trong ba chiếc máy mới của Philips của năm 2014. Thì đây chiếc máy này có cái tên mã là S398. Đây là một chiếc máy nâng cấp của cái dòng phiên bản S308 và S388 trước đây mà các bạn đã biết của Philips. Thì bây giờ Philips đã nâng cấp nó lên một cái chuẩn mới cao hơn với những cái thay đổi về cấu hình phần cứng cũng như phần mềm bên trong. Thì hôm nay mình sẽ cụ thể để các bạn xem cái chiếc S398 này nó có gì đặc biệt và những phụ kiện kèm theo nó bao gồm những gì. Đây, đầu tiên mình sẽ khui ra để các bạn xem. Đây, khi mà các bạn cầm chiếc máy này lên ngay từ đầu tiên thì các bạn có thể thấy được Philips đã show ra một số những cái đặc điểm đặc biệt của chiếc Philips S398 này. Như chúng ta có màn hình 5 inch HD IPS, chúng ta có vi xử lý loại tứ, phần nhớ trong là 8GB, camera 8 chấm và với cái Android 4.4 và hỗ trợ 2 SIM. Thì tí nữa mình sẽ nói thêm về chiếc máy này sau. Ở trong hộp chúng ta có một số những phụ kiện như ở đây mình có một viên pin của Philips. Đây, viên pin này khá là lớn với cái dung lượng là 2040 mAh. Chúng ta có những cái giấy về số email của máy, một adapter sạc kèm theo, một cáp micro USB. Ở trong hộp chúng ta còn có một tai nghe dạng stereo của Philips. Đây, sẽ mở ra cho các bạn xem. Thì cái tai nghe này ở trên có phần mic và cái phần control để các bạn có thể chuyển bài nhạc cũng như là chúng ta trả lời cuộc gọi nhanh. Ở trong hộp thì Philips còn tặng thêm cho cái chiếc S398 này một cái miếng dán màn hình. Xin lỗi các bạn, là hai miếng dán màn hình luôn. Thì chúng ta không có lo ngại về việc dán màn hình nữa. Khi các bạn mua máy tặng mang nguyên có thể nhờ nhân viên mang nguyên dán luôn cho các bạn. Ở trong hộp chúng ta còn có thêm phiếu bảo hành và sách hướng dẫn sử dụng nhanh mà nhà sản xuất đã trang bị thêm trong hộp. Ngoài ra thì khi mà được bán ra thì S398 còn có thêm một chiếc nắp lưng màu cá tính hơn, đó là màu vàng. Ở đây cái nắp lưng truyền thống của nó là màu đen dạng như phân nhám, còn cái chiếc này thì cũng là phân nhám nhưng mà có màu vàng. Vì như vậy đây là tất cả những cái phụ kiện kèm theo cái Philips S398, một sản phẩm tầm trung của Philips được bán chính hãng tại Việt Nam. Và trên tay mình hiện nay đang là chiếc Philips S398. Ở bên tay phải mình đây là chiếc S388. Thì các bạn có thể thấy qua cái nâng cấp của Philips ở cả hai phiên bản đó là S388, S398 thì S398 khác hoàn toàn so với S388. Có rất là nhiều những cái điểm khác nhau nhưng cũng có tồn tại những cái điểm giống nhau. Ở đây cái dáng ngoài của nó cũng không có thay đổi nhiều lắm, nhưng mà ở từng cái chi tiết khác nhau thì S388 lại không có đẹp bằng S398. Ở đây mình sẽ đi sâu về cái phần thiết kế của S398 trước. Ở phía trước chúng ta có phần màn hình rộng 5 inch với độ phân giải là HD 720, tức là 720x1280, khá là tốt cho một cái màn hình 5 inch như thế này. Ở phía trên chúng ta có vị trí của cái loa thoại, camera trước và cái logo Philips. Đặc biệt ở phần mặt trước này thì chúng ta có một cái phần nhựa ở phía trên tách biệt với cái phần mặt kính ở phía dưới và nó tạo ra cái điểm nhấn cho phần mặt trước. Ở phía dưới là ba phím điều hướng, phím back, phím home và phím reset. Ở đây là phím menu, xin lỗi các bạn, là phím menu. Thì cái phần mặt trước này có cái phần dưới nó hơi dư so với cái phần trên và nó không có được cân đối lắm. Thì mình nghĩ đây là do cái tổng thể thiết kế và cái ý đồ mà người thiết kế cái điện thoại này muốn nhắm tới người dùng, là cho nó một cái điểm khác biệt một tí. Ở phía sau thì chúng ta có một cái phần mặt sau được làm từ nhựa polycarbonate chống bám bẩn và cũng chống bằng tay. Thì khi mà mình để như này, tay mình cũng bây giờ hiện thời thì nó cũng hơi ướt, khi mình để lên thì các bạn thấy nó không có bám gì cả, rất là tốt. Ở phía trên chúng ta có một cái camera 8MP với một cái vòng kim loại màu đen ở phía ngoài, nó làm cho cái mặt lưng này khá là nổi. Phía dưới là cái đèn LED và logo Philips được in nổi ở phía trên. Thì toàn bộ cái phần mặt lưng này chỉ có cái điểm nhấn là cái camera và phía dưới là cái loa thoại thôi. Rất là đơn giản, không có cái gì gọi là quá màu sắc cả. Nếu các bạn cần màu sắc, các bạn có thể ốp cái ốp lưng màu vàng hoặc là những cái màu khác vào lên đây, nó sẽ đẹp hơn. Ở phía trên thì chúng ta có vị trí của jack cắm tai nghe 3.5 và cái cổng micro USB. Ở bên phải là phím nguồn của máy và bên trái là phím tăng nhỏ âm lượng. Ở phía dưới thì chúng ta chỉ có cái micro thoại thôi. Rất tiếc thì trên cái sản phẩm này không xuất hiện cái lỗ sỏ dây đeo. Thì mình thích cái thiết kế này của Philips khi mà họ làm với những sản phẩm dòng S, nó trông cứng cáp và rất là manly.
ở phía dưới thì không có cổng kết nối mà dồn lên hết phía trên, thì nó làm cho cái máy này nó liên lạc và nó chắc chắn hơn, trông nó chắc chắn hơn. Mình đi sâu thêm vào trong cái phần giao diện của Philips S398 thì Philips S398 đã được nâng cấp khá nhiều so với cái thế hệ cũ. Bây giờ nó đang chạy cái phiên bản Android gần như là mới nhất, đây mình mở ra cho bạn xem, là phiên bản 4.4.2 gần như là mới nhất hiện nay, cũng khá là tốt rồi, và chạy hệ điều hành với cái giao diện gốc của Android cho nên máy rất là mượt và nhẹ nhàng. Về cái phần vi xử lý thì Philips S398 sử dụng chip vi xử lý của MediaTek 4 nhân với dung nhiệt 1.3GHz và có RAM là 1GB. Bộ nhớ trong của máy đã được mở rộng thêm so với phiên bản cũ, bây giờ nó đã thành 8GB so với 4GB ở phiên bản cũ và hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 32GB. Các bạn có thể thoải mái lưu trữ trên chiếc điện thoại này. Bây giờ mình đi vào trong cái phần camera của máy. Thì camera là một trong những cái điều mà mình rất là thích ở chiếc điện thoại này. Chúng ta có các tính năng như là chụp với chế độ sống động, chúng ta có chụp đẹp khuôn mặt, panorama và chụp ảnh thường. Ngoài ra thì còn có thêm cái tính năng chụp HDR. Không có nhiều những sản phẩm ở cái tầm giá khoảng 3 triệu những sản phẩm này có HDR. Và đây các bạn có thể vào trong cái phần cài đặt để chỉnh thêm cái phần hiệu ứng màu hay là chế độ chụp cảnh. Đây, ở đây mình vào đây có ban đêm, hoàng hôn, bữa tiệc, chân dung, phản ngang. Đây là những cái tùy chỉnh rất là quen thuộc và rất là đơn giản. Vào trong cái phần duyệt web thì mình sẽ duyệt thử một website tương đối là nằm ở cái thời điểm hiện tại, đó là website của Mai Nguyên với rất là nhiều những cái tinh chỉnh. Đây mình vào đây để các bạn xem thử cái khả năng lướt web nó. Đây các bạn có thể thấy website của Mai Nguyên khá là nặng và không có phiên bản mobile, hiện tại chưa có phiên bản mobile và nó load cũng khá là nhanh. Các bạn thấy khoảng 3 hoặc là 4 giây là nó đã load xong cái website của mình rồi, rất là nặng. Đây cái thao tác zoom lên cũng rất là đẹp, đây, rất là mượt mà. Mình sao vào trong cái Philips để các bạn rõ thêm. Đây, mức giá của Philips S398 bán trên cả chính hãng là 2.990.000 và hiện nay chỉ mới có màu đen còn chưa có những cái màu khác. Thì nếu mà các bạn muốn thay đổi màu thì như mình đã nói lúc đầu, các bạn có thể ốp vào trong mặt sau cái phần ốp lưng được tặng kèm theo. Tất cả những cái thông tin chi tiết của S398 đều có trên website của Mai Nguyên, các bạn có thể vào đây để xem, cũng như những cái phần quà tặng đều có ở phía trên này, các bạn có thể xem để biết thêm chi tiết về cái Philips S398. Thì với cái mức giá là khoảng gần 3 triệu đồng thì S398 là một sản phẩm với cái vẻ ngoài rất là nam tính, manly và cái cấu hình bên trong cũng như cái giao diện phần mềm khá là tốt. Mình cho rằng đây là một sản phẩm rất là tốt của Philips trong cái mức giá khoảng 3 triệu đồng thì rất khó nhưng có cho những cái sản phẩm khác có thể so sánh được với S398. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.